kỷ lục chiếc và pha đảo còn sử dụng là C18 hoặc là tỉnh là 100 mg hoặc hóa cột tạng axit acetic methanol nước thì thấy ha, chú ý không được để cột khô. Nạp mẫu là 1 ml dung dịch mẫu, rửa cột để loại tạo là bằng 4% isopropanol các axit cột mix. Hỏi anh chị có phải tự nhiên nó có một số này không? Không bao giờ. 4% này cũng phải 5 giờ. Mà tại sao quy trình này lại dùng isopropanol mà không phải là isopropanol đó, mà không phải là methanol hay là acetonitrin đó? Hoặc là tại sao thêm cái này rất là cực, anh chị người ta có thêm giờ hết á, rửa giảm 50% acetonitrin trong amo acetat amonium. Rồi nên chị thấy là để ra được một cái quy trình SPR để đăng bài báo hay là trong điều kiện của quy trình hình này á, trên thực tế người ta thăm dò, đang khảo sát những cái mức là 3 tháng. Còn nếu ai làm giỏi được 1 tháng, nhưng mà phải tích cực, tại sao mất tới 1 tới 3 tháng từ cái bước này nè? Tự nhiên có không? Nó cứ thăm dò hết, thậm chí là có tự dòng, chỉ cần ví dụ như là thay ở các tụ dòng thôi. Các tụ dòng lại liên quan đến giống như cái cột sắc tí đâu nè, dùng áp suất mà nên có các tụ dòng. Nếu mình dùng các tụ dòng 10 ml nó ra khác, các tụ dòng 20 ml thì ra khác. Giống như giờ cái hình này nó ví dụ chỗ này thôi nè, tốc độ để rửa giải ra nè. Nếu mà ở bước này nè, mấy anh chị sử dụng, tôi nói ví dụ trong trình cái thí nghiệm cụ thể nè, các tụ dòng mình chọn là 10, nó cũng sao mà dơ dữ vậy. Chỉ còn chỗ này mình giảm các tụ dòng xuống còn 2, chỉ có chất của mình thì ra tập chỉ là bởi vì ở cái bước này nè, chất phân tích mình đã chọn được dung môi phù hợp rồi, rất là dễ dàng để tẩy nó ra. À nhưng mà bởi vì mình tham dùng các tụ dòng quá lớn, áp suất lớn, nó tẩy luôn, nó tẩy là cái cưỡng chế đó, tẩy tập ra luôn. À thực ra bước này chỉ cần tụ dòng 2 là đủ, tôi nói ví dụ như đó. Còn ở bước này loại tạo cũng vậy, rõ ràng theo cơ chế là chất của mình đang bám trên này phải chặt, nhưng mà bởi vì mình dùng các tụ dòng quá lớn là nó tẩy ra luôn, nên điều chỉnh các tụ dòng là rồi nhìn kết quả ra đi ha, làm chi cứ cực nhìn kết quả thôi. Và trên là cái mẫu ban đầu tức là rút dịch chiết natri prosen trong huyết thanh ra, tôi xử lý sơ sơ thôi, tôi đưa lên mạng rồi thấy gì không? Chất tôi cần định lượng là natri prosen, đừng quan tâm tưởng nội, tại vì cái khái niệm tưởng nội là phải nằm trong ngoài đại cương sáng ký rồi, chúng ta phải mày nó hiểu thôi, bỏ luôn nói cái này thôi. Natri prosen nằm đây, định lượng được không các anh chị? Khó. Đây là viết của protein, không phải khó mà không được. Tại vì diện tích dưới đường cong có tính được không? Không, nó phải như vậy mới tính được nè. Giờ nó nằm một chùm với chùm protein thì làm sao định lượng? Chùm protein nó ra rất là đẹp, khi thằng này nó dính hết nè. Máy nào kéo nổi sắc ký, tao cứ tính được diện tích tỉnh đâu mà định lượng được. Muốn định lượng được là người ta phải dựa vào diện tích tỉnh. Tôi nói ví dụ, diện tích tỉnh ở trên là tôi chuẩn đi, là diện tỉnh ra là 500 ngàn. Thì dưới là mẫu thử, ví dụ thôi, là những cái tỉnh ra là 800 ngàn. Như vậy thì tỷ lệ mình sẽ biết được. Còn bây giờ là mẫu sau khi đã qua được cái OSPO, có gì khác nhau? Có tạp không? Có cước nè. Nhưng mà tất lại dẫn đến là nó bắt ra tới mấy phút. Tất rất là xa đúng không ạ? Và nanocent của tôi quan tâm là như vậy thì qua OSPO giúp chúng ta thấy cái mẫu nó sẽ sạch hơn. Đó là ý nghĩa của chiếc tàu Whisper giúp cho mình muốn sạch hơn. Lý tưởng là mất luôn thằng này, được không? Có chứ, có những quy trình nó làm sạch hẳn luôn. Nhưng mà tại sao nhìn cái chiếc sắc đồ này tôi biết là cái không cần nổi. Nhìn hai chất nó gần nhau như vậy nè, độ phân tử rất gần. Protein này với nam rồi sẽ độ phân tử rất gần. Và độ tàu bạch hệ tính ban của nó cũng khá gần nhau. Do đó là để lấy hết thì rất khó. À, muốn mà lấy ra hết á, thì ví dụ như hỗn hợp tạp như thế này nè. Ở đây biết nè, ở phía trước biết nè, nó xa xa nhau thì thôi thấy là tính chất nó khác nhau, thì tôi dùng những dung môi hữu cơ phù hợp khác nhau để sạch hết, chỉ còn lên na phổ sen mà thôi. Nhưng trong trường hợp này tôi thấy hai cái này khá gần nhau, điều đó có nghĩa là tính chất na phổ sen và protein khá gần nhau, chọn được dung môi hữu cơ phù hợp rất khó, cho nên là chấp nhận có tạo một chất tạo. Cho nên đây là cái ý nghĩa của chất sơ, thôi cái hình nào chấp nhận được cái lớp phía đầu. Với lại cái này đang so sánh với chiếc mẫu nặng chiếc mẫu rắn nãy giờ nói rồi không nói nữa nha. Rồi mình nói tới ứng dụng của OSPO làm sạch mẫu và làm giàu mẫu, nãy giờ mình hiểu cái này làm sạch mẫu rồi đúng không? Một làm giàu mẫu là sao? Hay là ứng dụng này chiếc mẫu không sạch bằng chiếc mẫu OSPO rồi, và còn cái ý nghĩa là giàu không nhá, ừ. Dưới này nó dài ra chắc là xin sơ đồ chị ngang cô đặt hỏi dồn sao nhiều hơn ban đầu nó giúp cô đó cô.
mươi gram.